Em ơi, ở đâu về? Đêm nào cũng nằm trên bao nhớ em hết. Đã trời. Rồi bữa nay làm gì, cầm hai tấm hình vợ anh? Đi tìm vợ anh. Hôm rồi nó đi hăm mấy bữa rồi mà liên lạc không được. Mà biết nó đi cạnh nào không? Biết. Giờ muốn tìm là gì là cho nó ở lại, cho đi luôn. Về cho ở lại chứ, đặng giữ con rồi tiếp chứ đi luôn sao mà nuôi con nổi. Anh có biết nguyên nhân sao mình vợ mình đi không? Có, hai chồng cãi lộn. Cãi lộn hả? Rồi nó đi hồi nào tôi cũng không hay luôn nữa. Cái hình vợ này của anh đây ha. Đúng rồi, vợ đây nè. Chắc dễ nhìn nè, lỗ mũi bự, lỗ mũi nhỏ nè. Nó có cái thẹo ngay trên cái miệng, té. Thẹo ha. Chắc đi cũng dễ nhìn mà thường thường là anh thấy có nói chuyện hội rồi với thằng nào không? Không, vợ tôi là tôi bảo đảm 100%. Không làm bậy, mà tại nó dặn nó đi thôi hả? Rồi giờ anh cầu xin sao đó cho chị nghe được rồi chị về đó. Thôi vậy tôi nói là lời cuối cùng ha, thôi vợ chồng cái gì cũng bỏ qua, phải không? Rồi về đặng mình cho con nuôi con, đặng mằng tương lai cho con chứ sau này đặng cho đi học. Bữa hổm cái kể vụ gì mà hai chồng cái lộn mà đi vậy? Trời ơi, có gì đâu, ba mẹ con nó đòi ăn bánh rồi cãi qua cãi lại rồi vậy nó xảy ra đi. Cũng như dình lộn ăn đấy ha. Không có dình lộn, nó đòi ăn bánh lấy nó không ăn. Nó vậy thôi. Rồi, bỏ hình xuống đi. Rồi hai chồng cũng có xô xát gì với nhau. Số điện thoại của tôi, nếu ai gặp vợ tôi ở đâu điện tôi là tôi chạy tới tại chỗ liền. Anh là anh tên gì? Tôi tên Hải. Anh là năm nay nhiêu tuổi? 44 tuổi. 44, vợ anh là tên gì? Nguyễn Thị Thu Tươi. Nguyễn Thị Thu Tươi ha. Là trong giấy, còn ở ngoài là kêu bằng Thí. Đưa hình đây, đưa hình đây. 37 tuổi ha. Ok. Rồi anh hình như là có hai đứa con sinh đôi hả? Hai đứa sinh đôi mà nó bệnh rồi, đang ở bên nhà bà nội bệnh á, bà giữ bệnh á. Mấy tuổi rồi anh? 2 tuổi. Tết này là 3 tuổi nè. Rồi hai chồng anh cứ lâu chưa? 6 năm. 6 năm mà được hai đứa ha. Dạ. Cũng như là mới xa đẻ đây ha. Thì mới đẻ 3 năm nay đó. Rồi mấy năm trước là nhịn ha. Mấy năm trước nhịn. Rồi anh cho anh hỏi là hai vợ chồng mình á là cự cãi lâu dài không? Hay là trời chút xíu vào khoảng 15-20 phút à. Rồi nó đi đi. Ý nói là mình ở với nhau lâu dài mà có cự cãi nhiều không á? Cũng có lai gai mà cái chuyện trong gia đình thì không có phải là quá đáng. Mà cái này tại vợ tôi nó bị tác động ở ngoài. Vì người ta suối ha. Nó thiệt tình lắm. Mà nó là nhầm khi tính nó cũng cọc. Anh có đi tìm vợ chưa? Có, đi qua nhà ba nhà vợ rồi. Mà nó đi mặn ở đâu Tây Ninh vậy mà biết phải mặn Tây Ninh không phải có số điện thoại thì điện nó đem điện thoại theo. Mà giờ điện quá được không? Không. Và nó đi có đem đồ đem đạc gì không? Không. Không luôn ha. Lúc đi là đi một bộ đồ vậy thôi đó hả? Thì trong bộ đồ à, tôi cũng không hay, tôi lo bán như khách gì nè. Tôi bán rồi nó đi tưởng đâu đi về nhà bệnh. Đi một đêm không ngày? Bằng ngày. Bằng ngày luôn ha. Có khoảng 12 giờ á. Chạy xe gì không? Đi bộ, xe nhà có không đi, đi bộ. Đi bộ luôn ha. Mà chắc đi xe ôm quá. Chắc buồn rồi ông ơi. Đi xe ôm. Nói chung là đi xe ôm. Mấy đứa con cũng bệnh rồi. Bởi vì anh hy vọng là nếu có hương con thì về để lo cho con. Đúng rồi. Thì anh nói đi bây giờ con cái nó đang bệnh đó. Cho chị cũng như là chị siêu lòng đó. Để chị vơi đi cái giận của anh. Tôi thì tôi có nói như vậy đó. Nếu mà vợ chồng còn thương nhau, bữa nay lên tới trên mạng này là hết mức rồi, không còn gì nữa hết. Hết biết đường rồi đó. Hết biết đường rồi đó. Còn nếu nghĩ hai đứa con á thì về cho ăn đưa nó đi học. Rồi quan năm là qua Tết này đi học rồi. Rồi nếu mà không thương bỏ luôn rồi thì sao? Không thương bỏ luôn thì tôi nuôi chứ sao? Không có, nhưng mà có ra giấy tờ không? Ăn về khỏi kêu về có gì ví dụ gặp như vậy có số điện thoại điện về. Đặng mình biết ở đâu. Chứ vợ đi ví dụ ở đâu cũng không biết ở đâu luôn nữa. Mà xã hội bây giờ anh thấy nó phức tạp dữ lắm chứ không phải thường. Đúng rồi. Anh thường thường mình biết đó. Tôi yêu cậu thôi à. Qua nhà vợ báo rồi ha. Báo rồi. Nhà vợ gần đây không? Bên Tân Hiệp. Tân Hiệp ha. Nếu mà chị về là anh có bỏ qua mọi lỗi lầm không? Không, nói với vợ chồng thì cái chuyện bình thường. Không lẽ mà làm cái gì về thì mình cũng chết chứ. Ở đâu mà không lẽ về cãi lộn nữa. Tính toán cái chuyện cũ nữa. Về là bỏ qua hết mọi lỗi lầm. Chuyện vợ chồng mà không lẽ kẻ thù đó mà dữ á. Như bỏ qua để làm lại từ đầu ha. Anh gửi lời đến chị đi. Thì tôi gửi lời tết vợ tôi vậy đó quý. Anh nhớ em gì đó, vì em gì lẹ. Nhớ thì phải nhớ rồi, phải không? Thì nếu mà còn nghĩ trong gia đình này nó hai đứa mặn cực lắm. Tạo ra sự nghiệp, không lẽ bỏ mình lên, tôi quản lý không nổi thiệt, tôi nói thiệt luôn đó. Bây giờ anh nói với vợ anh á. Ở nhà mình giờ hiện giờ làm công việc gì vậy anh? Thì bán quán, sân banh đó. Chịu đá 30-40 ngư, ông nội tôi quản lý kịp đó. Lớp lấy nước, lấy đồ, biết hết biết luôn rồi. Mà ngày thường hai chồng có gây lộn được không hay là... Cũng ít, cũng cãi quay, cãi lợi, vòng 2-3 tiếng thì thôi hà. Cãi qua cái lợi ha.
tụi nó lại là lên trên mạng tôi chịu trách nhiệm tất cả hết. Đúng rồi. Ừ, cho ai mà lựng phân bì hay là nói gì tôi không có sợ. Ừ. Chỉ gia đình tôi hạnh phúc là tôi chịu hả? Đúng rồi. Còn tôi không nghe ngoài ngoài không có cho tôi gì chứ. Tôi nói thẳng luôn. Nó thẳng trên mạng luôn. Ừ. Không có cho tôi gì tàn nói xấu nói gì đâu không. Đó, bây giờ thì cũng có hình, ừ, có số điện thoại đó. Ờ, có hình có số điện thoại đó, anh em nào gặp điện tôi. Hy vọng là mọi người giúp đỡ. Ừ. Ai gặp đó là phải chụp hình gửi cho anh coi ờ, trước. Ờ đúng rồi. Ta lừa. Ờ để lừa chạy khùng luôn á. Ờ kết bạn Zalo gửi tấm hình coi trước. Đúng rồi. Ừ. Đó hèn chi là vợ bỏ không gầy lông đầu sừng hết trơn nè. Trời phạt ơi, 4 giờ gửi là đi lấy nước đá rồi cha rồi tới 11 giờ phía đó. Nhằm bữa nó quýnh bây giờ tới sáng luôn. Kiểu gì đó hả? Ủa, trời, Tết này chắc bán Tết bán đông mà. Tết thì bán đông tới mùa lúa đây nó nè. Thì tôi nói vậy có nhiều rồi vợ có còn tu lên tới đây là hết mức rồi. Thì bây giờ anh nhắn bên sân bóng đá ha. Nhắn mình mẹ vợ mình đi nếu mà con vợ con có về đó thì ba mẹ cũng cho con hay để con biết đường con tính. Thì vậy. Giờ tôi nhắn cho bà và vợ đi. Ông vợ mất rồi. Thì nếu mà biết vợ con ở đâu hay là số điện thoại gì đó điện cho con hay. Về với vợ chồng một khi là ai cũng phải là có cự cãi với nhau chén ở trong đũa còn khua trong sống còn khua đừng nói chi ngoài xã hội này không có ai mà biết thông cảm với nhau á mà tôi nói thẳng dù vợ chồng cự lộn cỡ nào thôi mà nói nếu mà có chuyện gì xảy ra tôi đâu có bỏ vợ tôi được. Đúng rồi, tôi nói thiệt. Mình là đàn ông đàn ông mà ha. Thà tôi bỏ cái một là bỏ luôn đó. Còn mà đừng có nghe lời ai hay là cái gì chứ cái chuyện gia đình mình biết à. Dùng tiền bạc đối với tôi là không quan trọng, tôi nói thẳng. Rồi hôm ngày vợ đi có nhớ không? Nhớ chết bà, sao không nhớ ông nội. Hỏi gì đâu không? Nhớ mà. Nhớ buồn. Nhớ gì? Hả? Nhớ ngán hay gì? Trời ơi, ai, 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 nhớ nhớ ít, nhớ ít nhiều. Thì bây giờ anh nói với vợ là đi về một là đi về, với anh mình làm lại là đâu? Kỹ đi. Làm thì tôi gửi lời đến em đó. Nếu mà còn nghĩ tình nghĩa hai đứa con thiệt có hai đứa con khổ lắm ông ơi. Bà nội nó bà già 70 tuổi rồi bà giữ anh được mấy anh em à? Ba anh em. Ba anh em có vợ hết rồi ha. Vợ chồng hết rồi, tôi lớn nhất. Đi thêm mấy ngày nay rồi? Đi bữa mà cái điện thoại lớn thì bữa đó là 18 tây tháng 1 là nó có mở mở máy lên. Tôi điện tôi nhắn tin rồi tắt máy luôn. Máy luôn ha. Bây giờ làm cắt máy luôn. Nghĩ chắc cái điều này chắc là sợ đi là có người hay gì quá. Không biết sao. Có người ngủ đi hay sao quá. Chứ đi ra chị em đó hả, chứ mà cái vụ mà có ghệ gặp hay là người ngoài là tôi bảo đảm không có. Nếu mà vợ chồng thì gây lộn chút mà không lẽ mà bỏ đi luôn. Gì? Em sợ là có quen người khác. Không phải, vụ quen người khác là tôi bảo đảm 100%. Không có ha. Không có, tại đánh vợ tôi đó giờ nó khỏi người ta đâu. Giận thì tôi cũng khoảng nó nóng tính lắm. Thôi, về chứ sao mà tôi không hiểu sao. Bây giờ tôi nói thiệt với anh em á, con vợ tôi như nó bị cái gì đâu á. Như có bị ai khống chế hay là cái vụ gì bị con dị nhập hay gì tôi không hiểu. Mới hiện lạ gì không? Không có hiện lạ, bình thường. Có trầm cảm gì không? Đâu trầm cảm, người ta mà ăn tính toán đàng hoàng đó chứ. Nhưng mà nó bị gì là nó bị cái giống gì như người phước mặt không bài vậy đâu á, tôi không hiểu vô được, tôi thấy cái đó chắc có đó. Hả? Có nói lắp dắp này không, không, ngủ một đêm mưa mớ. Mớ nha. Mớ nói gì? Thì cho biết mớ gì, nói gì đâu cũng vòng đêm mà. Tôi sao bị cái đó. Cảm quá anh. Thì cái vụ dị đoan là thì mình không có tin cái xã hội giờ ai tin dị đoan nữa. Không có, mình không có tin mà, dị đoan, nhưng mà có cái phải tin. Trầm cảm sao chứ? Khi sinh bị trầm cảm không chừng nữa. Không có trầm cảm thì... Rồi đi có đem đồ heo không như thế nào không? Có đem đồ đâu. Nghe ở xóm người ta nói gặp vợ mày lộ bộ ngang xách cái bị đỏ, cái bọc đỏ nhỏ xíu hà. Thì đồ còn yên nguyên hà, thấy đồ còn yên nguyên. Còn phơi ở ngoài xào nó. Rồi bây giờ nè, thì anh gửi lời đến khán giả đi. Vậy giờ. Giờ tôi nhờ cộng đồng mạng anh em chia sẻ. Đó tôi có số điện thoại đó, có hình đó đó. Anh em nào mà nếu thật tình giúp tôi gặp ở đâu điện tôi liền, tôi rước vợ tôi về rồi. Đặng mình làm Tết nhất tới rồi. Đúng rồi. Phải không? Mằng nó có tiền của bạn là lo cho con cái chứ sao chứ làm gì vợ. Đứa con sinh đôi là hai trai hai gái? Hai gái. Hai đứa gái sinh đôi, một người mới có 2 tuổi à. 2 tuổi mấy, 3 tuổi. Bây giờ hiện giờ đang bệnh là nó nhớ mẹ nha. Đó thì ai có coi được thì sinh đôi mấy anh biết rồi đó. Nó bệnh đứa là bệnh đứa sau luôn mà. Lần nữa không có số nha, có về cũng không có. Đăng lên là số không được. Không à, nếu tôi chịu trách nhiệm
tôi những lời nào tôi nói ra tôi chịu nhậu, ai muốn là kiện thua lại nhà tôi mà tôi hầu hết nha. Rồi vậy thôi, rồi chào ông giả đi. Em tụi em dạ, ông giả xuống nha. Không xóa rồi, chào ông giả đi. Ai hư bye bye. Chuyện gì tới đây luôn muốn làm gì đó làm rồi.